chiến thắng ảo tưởng tuyệt vọng. Thưa quý vị và các bạn, xung quanh màn sương về vụ Ukraine tấn công doanh trại của Nga có khá nhiều uẩn khúc dẫn đến cuộc tấn công có bóng dáng Mỹ và NATO đằng sau. Lý do gì khiến Ukraine quyết định tấn công vào binh sĩ Nga vào đêm giao thừa? Liệu Nga có đáp trả hay không? Và NATO đang lo ngại điều gì? Sau đây, mời quý khán thính giả cùng quan sang theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của kênh Tin 360 News. Mục đích thật sự của Ukraine tấn công doanh trại Nga để làm gì? Không còn nghi ngờ gì nữa, NATO đang nỗ lực leo thang chiến tranh ở Ukraine. Trong những ngày cuối cùng của năm cũ, đã có hai cuộc tấn công bằng UAV vào căn cứ không quân ở Anchos. Tuy cuộc tấn công không thành công lắm, nhưng ba người Nga đã thiệt mạng. Sau đó, có nhiều cuộc tấn công nhỏ nhằm vào các đồn biên phòng và thị trấn gần biên giới Nga và Ukraine. Gây chú ý nhất là gần như vào cùng một ngày, UAV của Ukraine đã tấn công cơ sở năng lượng bên trong lãnh thổ của Nga và hàng chục người chết trong cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào doanh trại quân đội Nga ở Donetsk. Các vụ tấn công đã khiến những người yêu mến nước Nga lo lắng. Nhưng cần nói rõ là việc Ukraine tấn công các mục tiêu của Nga là hợp pháp theo luật chiến tranh. Tuy nhiên, cuộc tấn công HIMARS rõ ràng không thể do quân đội Ukraine làm được, mà khả năng do các tình nguyện viên cố vấn phương Tây, tức là các nhân viên NATO dưới vỏ bọc trang phục quân đội Ukraine điều hành. Câu hỏi đặt ra là mục tiêu của những cuộc tấn công liên tiếp này là gì? Trước khi trả lời câu hỏi này, đầu tiên cần phải nhấn mạnh là không cuộc tấn công nào trong đêm 31 tháng 12 có thể tạo ra bất kỳ sự thay đổi nào trong diễn biến thực tế của cuộc chiến. Thứ hai, sau mỗi cuộc không kích này, nhiều người tự hỏi người Nga sẽ đối phó hoặc đáp trả như thế nào. Lưu ý là cuộc tấn công vào cầu Crimea đã tạo cho phía Nga một cái cớ để phá hủy hệ thống năng lượng của Ukraine. Rạng sáng ngày 8 tháng 10, Ukraine tấn công cầu Crimea thì chỉ 2 ngày sau, ngày 10 tháng 10, Nga đáp trả mạnh mẽ. Tuy nhiên, như chúng tôi đã phân tích trong nhiều video trước, rằng bề mặt Nga coi đó là cái cớ, nhưng để thực hiện một chiến dịch tấn công quy mô lớn như vậy, với hàng ngàn mục tiêu năng lượng bị phá hủy trên toàn lãnh thổ Ukraine, không thể được thực hiện nhanh chóng chỉ trong vài giờ hoặc thậm chí vài ngày, mà phải được lên kế hoạch từ trước. Điều đó có nghĩa là người Nga đã sẵn sàng tung ra các cuộc tấn công từ lâu trước khi Ukraine tấn công cầu Crimea. Nhưng họ hợp thức quá với lý do để trả đũa hơn là chủ động để tấn công. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh là 8 tháng sau cuộc xung đột, người Nga mới tính đến phương án phá hủy hạ tầng năng lượng theo kiểu nhỏ giọt, khác hẳn với chiến thuật của Mỹ là rải bom phá hủy hạ tầng năng lượng của kẻ thù ngay từ đầu. Người Nga vẫn tiến hành các cuộc tấn công như vậy hàng ngày, trong đó gần đây nhất là cuộc tấn công 120 tên lửa chỉ trong ngày 29 tháng 12. Tuy nhiên, hầu hết truyền thông phương Tây rất ít đưa tin về việc này bởi hai lý do. Thứ nhất, Tổng thống Zelensky cấm bất kỳ phóng viên phương Tây tới gần các mặt trận, cũng như cấm đăng các hình ảnh video về thiệt hại của Ukraine. Thứ hai, truyền thông phương Tây cũng hạn chế đưa tin về các cuộc tấn công của Nga, bởi nó sẽ mâu thuẫn với các bản tin hàng ngày của họ rằng Nga đang thua, Nga đang cạn kiệt tên lửa. Vậy mục đích thực sự của Ukraine, mà chính xác hơn là NATO, khi cùng lúc tấn công cả cơ sở năng lượng lẫn doanh trại của Nga là gì? Phải chăng chỉ để khiêu khích buộc người Nga đáp trả? Tuy nhiên, chẳng phải Nga vẫn đang đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa đang diễn ra hàng ngày hay sao? Xung đột vẫn đang tiếp diễn và người Nga đã chiến đấu dọc theo một chiến tuyến rất dài. Lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã tấn công các mục tiêu trên toàn bộ Ukraine. Vậy còn gì để khiêu khích Nga đáp trả nữa? Tuy nhiên, có một điều mà cho đến nay người Nga vẫn chưa làm, đó là biến chiến dịch quân sự đặc biệt quy mô nhỏ thành chiến dịch vũ trang quy mô lớn mà Bộ Tổng tham mưu Nga được cho là đang chuẩn bị. Trong các video trước, chúng tôi đã thông tin rằng các chuyên gia quân sự đều nhận định có nhiều dấu hiệu cho thấy Nga sẽ tổng tấn công vào mùa đông hoặc mùa xuân. Và vì cuộc tấn công lớn này gần như chắc chắn sẽ xảy ra, nên NATO muốn thay đổi thời điểm của cuộc tấn công. Giới chuyên gia quân sự nhận định vì không có cách nào cản trở cuộc tấn công của Nga, nên NATO đang tìm cách buộc người Nga phải tiến hành cuộc tấn công sớm hơn so với dự kiến. Câu hỏi đặt ra là tại sao NATO muốn cuộc tấn công của Nga xảy ra sớm hơn? Chẳng phải Mỹ và NATO đang cố gắng kéo dài cuộc chiến này càng lâu càng tốt? Vậy tại sao họ lại muốn người Nga tấn công càng sớm càng tốt? Nga phá vỡ lịch trình của NATO. Từ vài tháng nay, Nga đã chuẩn bị mở một cuộc phản công lớn
trong đó Điện Kremlin đã hoàn thành kế hoạch huy động 300.000 người với hơn 180.000 quân. Trong số đó hiện được triển khai trong các đội hình chiến đấu phía sau các phòng tuyến của Nga. 120.000 quân còn lại sẽ tiếp tục được tướng Sergei Surovikin điều tới, mang lại tổng sức mạnh của Nga lên tới khoảng 30 sư đoàn. Tuy nhiên, Ukraine đang cạn kiệt nhân lực. Vì vậy, đơn giản là Bộ Tổng tham mưu Nga đang chờ đợi tất cả các tình nguyện viên, lính đánh thuê, trong đó khá nhiều là binh sĩ NATO trá hình, có mặt tại Ukraine rồi mới tấn công. Do đó, bằng cách cố gắng ép buộc người Nga tấn công sớm về mặt logic, NATO đang cố gắng ngăn chặn mọi tổn thất đối với binh sĩ của họ khi phải đối đầu với người Nga. Nói cách khác, NATO đang cố gắng ép buộc Bộ Tổng tham mưu Nga phải trả đũa bằng cách gia tăng áp lực, buộc Điện Kremlin phải đi tới hành động quân sự cuối cùng. Những nỗ lực này của NATO được hỗ trợ rất nhiều bởi một số lý do mà họ đặt ra như sau. Thứ nhất, dư luận Nga và những người ủng hộ Nga sẽ phản ứng phẫn nộ mỗi khi NATO tấn công thành công các mục tiêu của Nga. Thứ hai, truyền thông phương Tây sẽ kích động lặp đi lặp lại các bản tin rằng Putin yếu đuối, thiếu quyết đoán, không dám trả đũa khi phương Tây vượt lằn ranh đỏ. Thứ ba, phương Tây muốn gieo rắc nỗi sợ hãi, hoài nghi trong công chúng Nga. Theo tính toán của giới tinh hoa phương Tây, ba nhóm dư luận này sẽ tạo thành áp lực rất lớn lên Điện Kremlin và buộc họ phải tiến hành các biện pháp quân sự trả đũa để giữ thể diện. Tuy nhiên, NATO có đạt được kỳ vọng này hay không lại là một chuyện khác. Ở đây chúng ta cần đề cập đến sự khác biệt về văn hóa giữa xã hội Nga và xã hội phương Tây. Hầu hết người Nga nhận thức về chiến tranh tốt hơn nhiều so với người phương Tây, từ dân thường cho đến tướng lĩnh. Một trong số nhiều lý do giải thích cho điều này phải kể đến một yếu tố quan trọng, đó là hầu hết người Nga đều có người thân bị mất trong Thế chiến thứ hai, và do đó họ biết chiến tranh khủng khiếp, đau đớn như thế nào. Nói một cách đơn giản, người Nga, hay đúng hơn là dư luận Nga, không bị ảnh hưởng bởi tuyên truyền phương Tây. Họ tin tưởng vào tướng Surovikin và Tổng thống Putin hơn nhiều. NATO đang rất cố gắng để buộc người Nga phải tuân theo lịch trình của phương Tây và buộc Nga phải tấn công trong điều kiện chưa chín muồi. Điều này sẽ khó xảy ra bởi những cái tên nổi tiếng như Putin, Shoigu hay Surovikin đều không phải là kiểu người sẽ đáp trả mà thiếu sự tính toán cân nhắc. Chuyên gia quân sự nổi tiếng người Mỹ, cựu trung tá Alex Vesinin đã nhận định như sau. Đối với giới lãnh đạo Nga, câu hỏi đặt ra là tấn công khi nào và ở đâu? Thời gian phụ thuộc vào kho đạn pháo của Nga. Nếu chúng ở mức cao, Nga có thể tấn công vào mùa đông. Nếu không, họ có thể tích trữ và tấn công vào mùa xuân sau mùa mưa buồn. Trong bài viết trên trang American Conservative của Mỹ, đại tá quân đội Mỹ đã nghỉ hưu Douglas MacGregor, ông cũng từng là cựu cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời chính quyền Trump, đã nhận định một cuộc tấn công lớn của Nga như sau. Nhiều tháng thương vong nặng nề của người Ukraine, kết quả của một loạt các cuộc tấn công vô nghĩa nhằm vào hệ thống phòng thủ của Nga ở miền nam Ukraine đã khiến các lực lượng Ukraine suy yếu một cách nguy hiểm. Giai đoạn tấn công sắp tới của cuộc xung đột sẽ cung cấp một cái nhìn tổng thể về lực lượng mới của Nga. 540.000 lực lượng chiến đấu của Nga được tập hợp ở phía nam Ukraine, phía tây nước Nga và Belarus. Con số tiếp tục tăng lên, nhưng con số đã bao gồm 1.000 hệ thống pháo phản lực, hàng ngàn tên lửa đạn đạo chiến thuật, tên lửa hành trình và UAV, cùng với 5.000 phương tiện chiến đấu bọc thép, trong đó có ít nhất 1.500 xe tăng, hàng trăm UAV, máy bay trực thăng và máy bay ném bom. Lực lượng mới này có rất ít điểm chung với quân đội Nga đã can thiệp 9 tháng trước vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Như vậy có thể thấy chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga với quy mô nhỏ đã chấm dứt để tiến tới một cuộc tổng tấn công. Trong khi đó, sức mạnh của quân đội Ukraine đã bị suy giảm đáng kể do tỷ lệ thương vong cao, và để bù đắp sự thiếu hụt này, đương nhiên Mỹ và NATO sẽ phải bù đắp bằng lượng binh sĩ của chính họ hoặc tuyển mộ lính đánh thuê trên khắp thế giới để đối phó với Nga. Tuy nhiên, cuộc tổng tấn công dự kiến của Nga vẫn đang phụ thuộc vào yếu tố thời tiết, thời điểm dưới sự chỉ huy của tướng Surovikin. Hàng loạt các vụ tấn công khiêu khích của Ukraine cũng như truyền thông và giới tinh hoa Mỹ đã bắt đầu các chiến dịch tâm lý nhằm vào Tổng thống Putin và lấy vũ khí hạt nhân làm mồi nhử đều đã thất bại hoàn toàn. Một cuộc tổng tiến công sẽ chỉ diễn ra khi người Nga đã hội tụ đủ mọi yếu tố nhân lực, quân trang, hậu cần, thời tiết và sẽ được quyết định bởi Tổng thống Putin, Bộ trưởng Quốc phòng Sukhoi hay tướng Surovikin, chứ không phải theo ý muốn của NATO. Mỹ và NATO quá hiểu cỗ máy xây thịt tại Ukraine khủng khiếp như thế nào, đặc biệt là tại chiến trường Bakhmut, và hỏa lực của Nga đang gây ra những tổn thất quá lớn cho phía Ukraine đến mức không thể phục hồi được.
Tuy nhiên, truyền thông phương Tây vẫn tiếp tục phải cổ vũ và duy trì ảo tưởng chiến thắng cho Ukraine. Có thế mới có thể hợp lý hóa các khoản viện trợ mà Washington và Brussels dễ dàng thuyết phục được dân chúng của họ đồng thuận ủng hộ chính quyền Kiev. Chiến thắng ảo tưởng. Vụ tấn công tên lửa vào một trung tâm huấn luyện của Nga ở Makivka thuộc tỉnh Donetsk và làm thiệt mạng một nhóm binh sĩ Nga là một lời nhắc nhở về cách thức Ukraine ngày càng phụ thuộc vào việc duy trì ảo tưởng về thành công, hoặc ít nhất là khả năng tiếp tục tồn tại. Hầu hết các kênh như CNN, BBC, New York Times, Financial Times đưa tin về cuộc tấn công thành công này như một chủ đề chính khi đề cập đến tổn thất 400 binh sĩ Nga. Dù thừa nhận con số này chưa được xác minh, tuy nhiên hãng tin AA có một chút khách quan hơn khi đề cập thông tin từ hai phía như sau. Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Hai cho biết một cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine đã làm thiệt mạng ít nhất 63 binh sĩ Nga tại một khu vực triển khai của Nga ở miền đông Ukraine. Cuối ngày Chủ nhật, Bộ phận Liên lạc Chiến lược của quân đội Ukraine tuyên bố rằng gần 400 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công ở Makivka. Tuyên bố cũng lưu ý rằng có thêm 300 binh sĩ Nga bị thương ở các mức độ nặng nhẹ khác nhau. Giả sử Bộ Quốc phòng Nga tính toán giảm bớt con số 63 lính tử nạn thay vì 100, bao gồm những người bị thương hiện đã tử vong cùng với ước tính 300 binh sĩ bị thương, thì con số này trùng khớp với việc Ukraine tuyên bố 400 binh sĩ Nga thiệt mạng. Điều lưu ý là, trong khi truyền thông phương Tây đồng loạt đưa tin về thiệt hại binh sĩ Nga, thì nhiều ngày qua, đặc biệt là trong những tuần gần đây, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tổn thất của Ukraine là từ 1 đến 2 tiểu đoàn mỗi ngày. Tuy nhiên điều đó cũng không thể phủ nhận rằng giới chuyên gia quân sự Nga và cả Điện Kremlin đang trải qua những ngày đầu năm khá khó chịu. Sự mất mát này không phải do sự hy sinh dũng cảm, mà do sự kém cỏi của các chỉ huy quân đội Nga. Tại sao doanh trại những tân binh đang trong quá trình huấn luyện lại được bố trí trong tầm bắn tên lửa HIMARS? Ngoài ra, mức độ thiệt hại thực tế có thể được giảm thiểu nếu đạn dược được lưu trữ cách xa doanh trại. Dù vậy, cuộc tấn công này không có tác động chiến lược và sẽ không thay đổi xoay chiều cục diện chiến tranh. Trên thực tế, Ukraine ngày càng không có khả năng giành chiến thắng trên chiến trường. Vì vậy, cùng với sự hỗ trợ của Mỹ và NATO, chính quyền Kiev sẽ ngày càng gia tăng các cuộc tấn công phá hoại để nhằm gây ra nỗi đau cả về tâm lý và vật lý cho người Nga. Vì sao nói như vậy? Về mặt bản chất, cuộc tấn công này của Ukraine nhằm vào binh sĩ Nga là mục tiêu hợp pháp trong chiến tranh. Nhưng việc sử dụng 6 quả tên lửa HIMARS trong thời buổi khan hiếm càng kiệt vũ khí của Ukraine, trong đó 2 quả đã bị bắn hạ, cũng đáng giá để PR cho chiến thắng của Ukraine. Việc này càng cho thấy Ukraine đang ngày càng tuyệt vọng để đạt được bất kỳ hình thức chiến thắng nào, dù là giả tạo, và điều này trái ngược với một đội quân có chiến lược rõ ràng. Vì sao lại nói cuộc tấn công vừa qua tiếp tục là một hình thức PR của Ukraine và cho thấy quân đội nước này không có chiến lược? Một đội quân không có chiến lược rõ ràng. Chuyên gia quân sự nổi tiếng người Mỹ, cựu trung tá Alex Vesinin gần đây đã cung cấp một nhận định cập nhật về chiến lược của cả hai bên qua loạt bài viết, sự trở lại của chiến tranh công nghiệp và những gì đang chờ đợi phía trước trong cuộc chiến ở Ukraine. Ông đã nhận định rằng cuộc chiến của người Ukraine bị hạn chế bởi hai yếu tố: sản xuất thiết bị và đạn dược hạn chế, và sự cân nhắc của Liên minh phương Tây như sau. Ukraine bắt đầu cuộc chiến với 1.800 khẩu pháo cỡ nòng của Liên Xô, với tốc độ bắn từ 6.000 đến 7.000 viên đạn mỗi ngày, so với 40.000 đến 50.000 viên đạn hàng ngày của Nga. Hiện tại, loại pháo này gần như đã hết đạn, và thay vào đó, Ukraine đang sử dụng 350 khẩu pháo cỡ nòng của phương Tây. Nhiều khẩu đã bị phá hủy hoặc hỏng hóc do sử dụng quá mức. Trong khi đó, các quốc gia phương Tây đang cạn kiệt đạn dược. Mỹ ước tính chỉ sản xuất 15.000 quả đạn pháo 155mm mỗi tháng. Hạn chế này đã buộc Ukraine phải áp dụng các đội hình bộ binh tập trung vào việc giành lại lãnh thổ bằng bất cứ giá nào. Ukraine đơn giản là không thể đối đầu với Nga trong các trận đấu pháo. Hạn chế thứ hai của Ukraine là bản chất liên minh trong chiến tranh của nước này. Kể từ khi kho vũ khí của nước này cạn kiệt, Ukraine ngày càng phụ thuộc vào vũ khí phương Tây. Duy trì liên minh phương Tây là rất quan trọng đối với nỗ lực chiến tranh của Ukraine. Nếu không có chuỗi chiến thắng liên tục, mối lo ngại về kinh tế trong nước của mỗi thành viên EU có thể khiến các thành viên liên minh thoái lui. Nếu sự hỗ trợ của phương Tây chấm dứt do cạn kiệt nguồn dự trữ hoặc thiếu ý chí chính trị, nỗ lực chiến tranh của Ukraine sẽ sụp đổ vì thiếu nguồn cung cấp. Vì vậy, theo một số cách, Ukraine không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiến hành các cuộc tấn công khiêu khích, bất chấp tổn thất về người và của. Như vậy, có thể thấy, việc Ukraine với sự hỗ trợ đắc lực của Mỹ đã liên tiếp tấn công khiêu khích Nga
là để nhằm tìm kiếm chuỗi chiến thắng liên tục để thuyết phục các đồng minh châu Âu tiếp tục viện trợ cho Kiev. Nhưng chuỗi chiến thắng ảo tưởng của Ukraine bao gồm các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ không quân Azov và hiện tại là ở Makivka. Không phải do Ukraine đánh bại người Nga trên chiến trường mà là nhằm vào các mục tiêu nhạy cảm của người Nga. Lưu ý là phía Nga nghi ngờ các cuộc tấn công đều có bàn tay của NATO chỉ đạo. Vì vậy, trước đó ngày 31 tháng 12, quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa lớn nhằm vào các cơ sở quân sự và công nghiệp trên lãnh thổ của Ukraine. Ít nhất 8 mục tiêu đã bị tấn công ở thủ đô Kiev, bao gồm một khách sạn và một ngôi nhà biệt lập, nơi được cho là các cố vấn nước ngoài đang cư ngụ. Nga cũng tuyên bố đã phá hủy một trung tâm đang sửa đổi các tên lửa cũ thành máy bay không người lái để tấn công các mục tiêu như căn cứ không quân Azov. Tuy nhiên, những thông tin này không được truyền thông phương Tây đề cập đến. Chính quyền Tổng thống Zelensky tồn tại nhờ nguồn tài trợ của nước ngoài. GDP của Ukraine ước tính giảm khoảng 35-40% cho năm 2022. Vào tháng 11, Ukraine dự kiến thâm hụt ngân sách là 38 tỷ đô la và đang tìm kiếm các khoản hỗ trợ từ EU. Trong các khoản vay này, bao gồm việc phải trả lương cho giáo viên, chăm sóc sức khỏe, lương hưu, sửa chữa đường xá, bệnh viện, chứ không phải là những thứ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự Mỹ. Vì vậy, EU đã ám chỉ rằng. Nhưng giữa suy thoái kinh tế toàn cầu, quốc gia nào sẵn sàng thanh toán hóa đơn khổng lồ như vậy? Cùng với nhau, EU và Mỹ có thể lấp đầy một phần đáng kể lỗ hổng ngân sách khổng lồ của Ukraine, nhưng sẽ không đủ để lấp đầy hoàn toàn. Ngoài ra, lỗ hổng lớn trong chiến lược của Ukraine chính là nhân lực. Chuyên gia quân sự Alex Vesinin cho biết, Ukraine bắt đầu cuộc chiến với 43 triệu công dân và 5 triệu nam giới trong độ tuổi quân sự. Nhưng theo Liên Hiệp Quốc, 14,3 triệu người Ukraine đã chạy trốn chiến tranh và hơn 9 triệu người đang ở Crimea hoặc các vùng lãnh thổ do Nga chiếm đóng khác. Điều này có nghĩa là dân số Ukraine giảm xuống còn khoảng từ 20-27 triệu người. Với tỷ lệ này, nước này không đủ con số 3 triệu đàn ông có thể nhập ngũ. 1 triệu người đã được nhập ngũ và nhiều người trong số còn lại không đủ sức khỏe để phục vụ hoặc chiếm một vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc gia. Nói tóm lại, Ukraine có thể sắp hết đàn ông. Như vậy có thể thấy Ukraine đã tổn thất khá nhiều binh sĩ và đã lên kế hoạch kêu gọi phụ nữ nhập ngũ nhưng đã thất bại. Liệu NATO có khoanh tay đứng nhìn Nga tổng tấn công quy mô lớn đánh bại Ukraine về mặt quân sự hay không? Tất nhiên là không. Vì vậy, khả năng NATO sẽ phải bổ sung một số lượng lớn binh sĩ để chiến đấu với người Nga. Và đương nhiên NATO rất e ngại cỗ máy xây thịt tại Ukraine. Vì vậy, kích động Nga trả đũa trong tâm thế bị động lúc này là một kế sách của NATO. Nhưng người Nga có lẽ sẽ tỉnh táo và không làm như vậy. Quý khán thính giả thân mến, bản tin bình luận hôm nay đến đây xin tạm dừng. Quý vị nghĩ sao về đề tài chúng tôi vừa nêu trên? Xin hãy để lại bình luận bên dưới. Mỗi bình luận, nhận xét và sự chia sẻ video này của quý vị đều là nguồn động viên quý giá cho đội ngũ làm chương trình của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi video của kênh Tin 360 News. Quý vị nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để theo dõi các video tiếp theo của chúng tôi. Các bản tin bình luận sẽ được phát sóng vào lúc 7:30 các tối từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần. Kính mời quý khán thính giả cùng đón xem. Và bây giờ, Quang Sang xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào các bản tin kỳ sau. Chúc quý vị có một buổi tối thật nhiều niềm vui. Thân ái, chào tạm biệt.